đàn một đường hát một nẻo, các bạn cầm đàn vào mà hát luôn cái thì chắc chắn là lạc giọng rồi, ai cũng sẽ bị lạc giọng thôi. Thay vì thế, khi có một cái intro vào thì nó sẽ như này. Phong sẽ đánh luôn cái intro cho Phong soạn ở trong cái bài 6 này luôn nhá. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thua mới đôi mươi, ra đi chẳng tha từ. Từng ngày qua phố, áo em trắng cả đường về. Có khi ước mong học trò xanh như khung hát. Như các bạn vừa xem, Phong thì phạm một cái intro ngắn thôi, nhưng mà vào bài thì nghe nó cũng cảm xúc hơn, nghe nó cũng phê hơn rất là nhiều, đúng không? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Guitar BMT. Hôm nay trong video này thì Phong muốn giới thiệu đến với quý vị và các bạn bốn quyển sách mới được Phong biên soạn rất là tỉ mỉ và tâm huyết trong năm qua. 35 tuyệt phẩm Bolero huyền thoại tập 1, 35 tuyệt phẩm Bolero huyền thoại tập 2, 35 tuyệt phẩm slow rock và bốt tông, và cuốn thứ tư là cuốn nhạc lý dễ hiểu nhất. Bộ bốn cuốn sách mới này là tiếp nối cho cái sự thành công của cuốn tự học guitar đệm hát mà Phong đã xuất bản vào năm 2022, đã được rất nhiều bạn, rất nhiều anh chị ở khắp mọi miền ủng hộ. Phong cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị, các bạn đã luôn luôn yêu mến và tin tưởng ủng hộ Phong. Thì cái điều đặc biệt trong bộ bốn cuốn sách mới này của Phong dành riêng cho các bạn yêu các cái dòng nhạc như là bolero, slow rock, bốt tông là ba cuốn tuyển tập với 105 tuyệt phẩm được Phong tuyển chọn kỹ lưỡng và biên soạn vào trong này. Quyển số 1 là 35 tuyệt phẩm bolero tập 1, các bạn có thể xem cái mục lục ở trên này nhé. Và quyển 35 tuyệt phẩm bolero huyền thoại tập 2. Ở trong cái tập 2 này thì Phong chuyển soạn thêm nhiều bài hay ở các cái thập niên cũ, những năm trước 75 và sau 75. Tiếp theo là quyển số 3, 35 tuyệt phẩm slow rock, bốt tông huyền thoại. Phong tuyển soạn toàn những bài hay không, những bài hát để đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngô Thị Miên, Lam Phương, Phú Quang, hay những bản bốt tông của Vũ Thành An, Anh Bằng. Thì Phong xin chia sẻ với các bạn cái động lực để Phong soạn nên những cuốn tuyển tập này là ngoài rất nhiều yêu cầu mà các bạn đã phản hồi về cho Phong, thì theo kinh nghiệm của mình, Phong thấy là khi các bạn muốn tìm một bài hát hay, chất lượng để chơi với đàn guitar, các bạn thường sẽ gặp những vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất là các bạn không nghĩ được tên bài hát gì giữa hàng nghìn bài hát. Rồi đâu là bài hát hay, bài hát nào là chất lượng, rồi nó được chơi bằng điệu gì. Cá nhân Phong cũng thế, thế nên là Phong hiểu đôi khi cứ lẩm nhẩm cái giai điệu trong đầu mà chả biết nó là tên bài gì. Rồi mỗi bài lại cứ thuộc mỗi 2-3 câu mà chả chọn đẹp bài nào, đúng không? Thế nên khi có một cái list được tuyển chọn hệ thống và chỉnh chu, các bài hát thì chuẩn theo từng điệu như thế này, thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và dễ dàng hơn rất nhiều. Rồi cái vấn đề thứ hai đó là sau khi các bạn nghĩ mãi mới ra tên một bài hát muốn chơi, thì thường các bạn sẽ vào các cái trang như là Hợp Âm Chuẩn, Hợp Âm Việt, Google, đúng không? Nhưng mà Phong nhìn thấy được những vấn đề của các bài hát được soạn sơ sài trên các trang này là: thứ nhất, không bài hát nào có intro cả. Các bạn thấy có những cái trường hợp chơi đệm hát bị lạc tông không? Có nghĩa là đàn một đường và hát một nẻo ấy, là vì cầm đàn vào cái là các bạn đệm hát luôn mà không qua một cái intro nào cả. Thì Phong sẽ thị phạm cho các bạn xem để cho các bạn biết được lạc tông, lạc giọng là như thế nào. Phong sẽ thị phạm vào một cái bài 6 đi, Đắp Mộ Cuộc Tình, trang thứ 7 nằm ở cuốn tập 1. Thì các cái trường hợp lạc giọng là khi cầm đàn vào cái là hát luôn này. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thua mới đôi mươi, ra đi chẳng tha từ. Đó, lạc giọng nó là như thế đấy. Đàn một đường hát một nẻo, nghe nó rất là gớm, đúng không? Các bạn cầm đàn vào mà hát luôn cái thì chắc chắn là lạc giọng rồi, ai cũng sẽ bị lạc giọng thôi. Thay vì thế, khi có một cái intro vào thì nó sẽ như này. Phong sẽ đánh luôn cái intro cho Phong soạn ở trong cái bài 6 này luôn nhá. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thua mới đôi mươi, ra đi chẳng tha từ.
qua phố. Áo em trắng cả đường về, có khi ước mong học trò mối tình xanh như khúc hát. Đó, các bạn thấy không? Các bạn cứ để ý bất cứ người chơi guitar hay nào khi chơi một bài hát, họ thường dễ dạo đầu một đoạn intro dù ngắn hay dù dài, là để trước khi vào bài hát, tai của họ hoặc là tai người ca sĩ cảm được cái tông giọng của bài hát. Từ đấy vào bài nó sẽ không bị lạc tông lạc giọng nữa. Và như các bạn vừa xem, Phong Thị Phạm một cái intro ngắn thôi, nhưng mà vào bài thì nghe nó cũng cảm xúc hơn, nghe nó cũng phê hơn rất là nhiều, đúng không? Và về intro thì có một điều nữa các bạn cần lưu ý nhé. Khi các bạn tập chơi intro nhiều thì các bạn sẽ biết thêm các cái thế bấm nốt. Ngón tay của các bạn ngày càng linh hoạt hơn, chơi đàn nó sẽ càng ngày càng tiến bộ hơn, chứ không bị cái tình trạng là dậm chân tại chỗ. Các bạn cứ thử tập 10 cái intro cho nó thật sạch xem. Chơi đàn guitar mà không hay, không tiến bộ thì nó mới là chuyện lạ đấy. Rồi, cái vấn đề thứ hai của các bài hát trên những trang này đó là phần hợp âm. Phần hợp âm được soạn trên các trang này Phong thấy nó lung tung lắm. Nó đâu có đúng đâu. Nó theo kiểu là qua loa đại khái vậy thôi. Hợp âm không chuẩn, rồi không biết phách mạnh nằm chỗ nào, không có ký hiệu chia đôi ô nhịp, rồi kết cấu bài hát thì lan man. Thế nên là khi các bạn tập theo dễ bị những cái thiếu sót này làm cho bài hát các bạn chơi bị trục trặc, không tròn vẹn, rồi là nản quá bỏ cuộc luôn. Nếu bạn nào đã từng gặp những trường hợp đấy thì có thể comment dưới phần bình luận để cho Phong biết được nhé. Và Phong sẽ thị phạm luôn để cho các bạn hiểu được những cái thiếu sót về hợp âm của các cái trang này. Đó là ví dụ như là không biết phách mạnh nằm chỗ nào, có nghĩa là cái chữ mà các bạn phải hát vào đầu hợp âm ấy, các bạn phải hát vào cái dây bát của hợp âm ấy, chưa nói đến là hợp âm đúng hay sai nhá, mà đặt hợp âm ở vị trí nào nó cũng cực kỳ quan trọng luôn đấy. Đôi khi chỉ chật một cái thôi là các bạn không thể hoàn thành bài hát đâu. Thì Phong sẽ thị phạm luôn vào một cái bài để cho các bạn hiểu được cái tầm quan trọng của phách mạnh, tầm quan trọng của hợp âm, rồi chia đôi nhịp. Phong sẽ thị phạm vào cái bài đoạn tái bút nhá, bài số 1 trong quyển tập 2. Phong sẽ chơi luôn cả cái intro mà Phong soạn trong bài này nhá, nghe cho nó có đầu có cuối, nghe cho nó phê. Ta xa rồi em nhé, đường em cứ vui, đừng về bên gác trọ. Đó, Phong sẽ giải thích. Đặt đúng phách mạnh có nghĩa là cái chữ nhé, các bạn thấy nó vào cái bát của hợp âm mi thứ không? Bài này chơi ở mi thứ nhá. Ta xa rồi em nhé, đường em cứ vui. Đó, chữ nhé nó vào đầu cái hợp âm mi thứ, vào cái dây bát của mi thứ luôn. Đó là phách mạnh. Và các bạn móc cách móc còn lại của bolero và chuyển qua đường em bước vui. Đó thì chữ vui ấy, cái hợp âm la thứ nó phải đặt được cái chữ vui, thì để các bạn đánh cái bát la nó vào đúng chữ vui thì nó mới trọn vẹn được cái bài hát nhá. Ví dụ như đặt sai này, ví dụ như cái hợp âm mi thứ mà không đặt vào chữ nhé mà đặt vào chữ ta thôi. Ta xa rồi em nhé, đường em. Đó, nó sẽ bị lạc cái phách mạnh, làm cho các bạn bị trục trặc lắm. Đôi khi các bạn cứ tưởng là mình đệm không được, nhưng mà không phải, là do hợp âm họ đặt không đúng, hợp âm không chuẩn. Rồi, tiếp theo là đến cái chia đôi ô nhịp. Phong sẽ thị phạm một cái phần vào chia đôi ô nhịp. Các bài hát mà Phong biên soạn thì Phong đều có đóng khung, và Phong lưu ý ở dưới chia đôi ô nhịp những cặp hợp âm mà Phong guitar BMT đóng khung. Đó, thì các bạn cứ thấy ô nhịp mà Phong được đóng khung là các bạn phải chia đôi ô nhịp ra, có nghĩa là trong cái ô nhịp đấy các bạn phải đánh hai hợp âm. Thì trong quyển sách trước của Phong, nhiều bạn chưa biết chia đôi ô nhịp có nhắn tin cho Phong mà Phong hỗ trợ, thì Phong cũng có gửi video cách chia đôi ô nhịp mà Phong đã hướng dẫn ở trên kênh, sẽ rất là dễ dàng thôi. Thì Phong sẽ thị phạm luôn cái chia đôi ô nhịp này vào cái bài Mưa Rừng, bài số 11 của cuốn tập 2. Đây, có những chỗ mà Phong đóng khung này. Đó, Phong đóng khung này. Bài Giã Từ, bài 12 cũng thế này. Đó, Phong đóng khung này, Phong lưu ý ở dưới chia đôi ô nhịp những cặp âm mà Phong đóng khung. Đây, Phong sẽ thị phạm luôn vào cái chỗ mà rê thứ và son trưởng đóng khung đấy nhá. Rồi, Mưa Rừng đánh intro luôn nhá.
rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Đó, hạt mưa nhớ ai, các bạn để ý nha, hạt mưa nhớ ai là chia đôi nhịp phòng quả đóng khung này, đánh chậm này. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Đó, các bạn thấy không, trong vô nhịp đấy phòng chia đôi rê thứ và son trưởng. Nếu các bạn không chia đôi nhịp mà không có cái ký hiệu đấy thì nó sẽ như này này. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Đó, hết đôi nhịp mới chuyển qua son thì thế là bị sai rồi, nghe nó rất là lạc đúng không? Rồi, ví dụ nhớ như cái bài giã từ đây, bài 12 này, chỗ pha và son này, pha trưởng và son trưởng chia đôi nhịp nhá. Thôi chia cho bạn xem này. Tuổi đời chân đơn côi, cốt mòn đai lũ buôn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa. Đó, mà thấy không, pha và son phong vừa chia đôi nhịp đấy, một đôi nhịp phong đánh hai hợp âm. Đai lũ buôn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa. Còn nếu mà không, các bạn không có cái ký hiệu này, không biết là chia đôi nhịp, thì các bạn sẽ đánh đai lũ buôn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lắm tâm tư. Nó nghe rất là kỳ đúng không? Các bạn lưu ý cái vấn đề tối quan trọng, như bất cứ video Phong hướng dẫn nào, Phong cũng đều luôn nói, hợp âm luôn là phần quan trọng nhất trong bất cứ tác phẩm nào. Hợp âm chính xác nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hoàn thành bài hát, giúp cho các bạn cảm nhận được hồn, mùi vị của bài hát. Và về lâu về dài thì tai của các bạn nó sẽ cảm âm tốt dần lên. Tai nó là cái nơi nhận tín hiệu đầu vào mà, nó sẽ không thể cảm âm tốt, cảm âm hay nếu các bạn thường xuyên đưa cho nó nghe những cái hợp âm dở, hợp âm không hay, những cái intro không chuẩn, đúng không? Và tiếp theo là vấn đề thứ ba của các bài hát trên các trang này, đó là đều không được bắt tông giọng chính xác cho nam và nữ. Hát mà bị cao quá hay thấp quá thì chắc chắn là các bạn cũng cảm nhận được cái sự khó chịu đấy rồi đúng không? Thế nên điều đặc biệt mà các bạn sẽ chỉ tìm thấy ở sách của Phong thôi, đó là tất cả các tuyệt phẩm trong này đều được chính tay Phong biên soạn khá là chỉn chu, từ intro, hợp âm, chọn sẵn tông giọng nam nữ phù hợp, bố cục bài hát gọn gàng và được chia đoạn cụ thể. Phong dành rất là nhiều tâm huyết để chuyển soạn cho từng bài một trong các cuốn tuyển tập này. Vậy nên Phong cam kết 1 đến 10 nếu các bạn phát hiện Phong sao chép hay copy ở bất cứ đâu. Phong thấy là có nhiều giáo trình người ta sao chép hay cóp nhặt lung tung trên mạng về rồi bán cho các bạn. Các bạn không có nhiều kinh nghiệm, các bạn sẽ không phát hiện được đâu. Vậy nên là khi mua tri thức cho mình, hãy cân nhắc ở một nơi có uy tín, có tâm và thực sự có chuyên môn nhé. Các bạn mà đã từng mua sách quyển trước của Phong và tập trên đấy, hoặc là xem những cái bài hướng dẫn trên kênh của Phong, thì chắc chắn là cũng cảm nhận được những cái intro hay những hợp âm hay là cách Phong chuyển soạn một bài hát đúng không? Ok, hãy thêm ngay vào bộ sưu tập âm nhạc của mình những quyển sách tuyệt vời này. Hãy liên hệ ủng hộ Phong qua số Zalo này và các cái đường liên kết dẫn đến Facebook và Gmail Phong sẽ để ở dưới phần mô tả video này nhé. Và ngoài những cái lợi ích trên, Phong sẽ còn hỗ trợ 24/7 thắc mắc của các bạn trong quá trình học qua Zalo và nhóm thành viên. Đối với những bạn mới học hoặc chưa đàn được các điệu bolero, slow rock thì khi mua sách Phong sẽ gửi video mà Phong hướng dẫn rất kỹ về các điệu này qua cho các bạn. Không phải bán xong một quyển sách xong là xong, mà còn phải để lại gì cho nhau nữa đúng không? Phong sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn. Và cái nhóm thành viên của Phong thì cũng đã gần 2.000 thành viên rồi. Ở cái nhóm này thì Phong kiểm duyệt và chọn lọc rất là kỹ về thành viên cũng như là nội dung. Đây Phong nghĩ là một cái môi trường rất tuyệt vời để các bạn có thể giao lưu và học hỏi thêm đấy. Ok, các bạn chỉ việc cầm đàn lên tập luyện và chơi thôi. Gần như thì Phong đã làm mọi thứ rồi, đơn giản hóa nhất có thể cho các bạn rồi. Phong tin là bộ 5 quyển sách này của Phong sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và đạt kết quả cao nhất, chinh phục đam mê của các bạn. Cứ thế mà yên tâm công tác thôi. Mọi thắc mắc các bạn hãy liên hệ về nhóm hỗ trợ và có thể đặt cái thắc mắc của mình dưới phần bình luận video này nhé. Phong xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.